có một video của chú Huy Small Gym về việc có thể cheat AK lưu giữ các hormone đột biến sau cycle đầu tiên và nghiêm túc thì sau một cycle mình có thể trở về bình thường hoàn toàn cộng thêm các hormone đã nhận từ sau cycle steroids. Anh nghĩ sao về luận điểm này? À, Thanh Anh rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ. Một câu hỏi cũng khá là hóc búa và mình sẽ trả lời sau. Anh có thể cho em hỏi Yohimbi có phải là chất cấm không? anh nếu như anh em thi giải có test robin mà dùng yohimbi có bị cấm không anh em cảm ơn mình trả lời luôn bạn này trước khi vào video luôn đó là johimbi johimbi anh chưa thấy trong list của wada tức là tổ chức chống lại doping ở trên thế giới về johimbi hay là johimbi kể cả là hai loại là johimbi hcl hoặc là alpha johimbi hay là còn có tên là ra thì vincent đã làm video ở trên kênh tuy nhiên như mình đã trả lời với bạn này đó là nếu mà mình tổ chức giải thi đấu thể hình thì có thể là mình sẽ cấm luôn những bạn mà sử dụng BCAA hoặc là sử dụng gọi là trà giảm cân là không được thi đấu và còn tùy thuộc vào ban tổ chức của từng giải và cái cơ cấu gọi là test kiểm tra doping của họ nữa nên cũng mong là bạn hãy tìm hiểu thêm một vài những cái thông tin nếu mà bạn muốn tham gia vào những cái tổ chức mà thi đấu thể hình và nếu mà đã là các cuộc thi mà không thuộc cái nhóm là natural bodybuilding tức là thi đấu thể hình tự nhiên có cái sự kiểm soát có cái sự gọi là kiểm tra rất là ngặt nghèo thì đa phần là nó sẽ không có gọi là gắt gao lắm trong những vấn đề mà sử dụng đồ này đồ kia đặc biệt là những cái sản phẩm như bạn hỏi thì đều được bán dưới cái khía cạnh là dietary supplement tức là sản phẩm và thực phẩm bổ sung cho bữa ăn thì đa phần thường là nó sẽ không có vấn đề gì cả Hello mọi người, à, chào mừng đã trở lại với kênh uh, YouTube của Vincent. Tiếp tục cái series là Thank Top Radio, mình sẽ làm review, sẽ làm uh, Q&A giải đáp và sẽ làm những cái phần thông tin để mong là có thể làm những cái nội dung giúp các bạn uh, có thêm nhiều năng lượng ở trong cuộc sống cũng như là yêu thích cái việc tìm hiểu kiến thức về uh, fitness hay là cái lối sống có chữ gọi là fitness lifestyle được nhiều hơn. Thì uh, bắt đầu cái phần hôm nay thì mình có một nhân vật mà Vincent nhận được câu hỏi review rất là nhiều nhưng mình chưa có thời gian đó là Rubiel Mascara và nếu bạn nào mà quen thuộc với thế giới thể hình thế giới đặc biệt là các bạn thích xem là bodybuilding mà ở cái tầm cỡ là Mr O thì bạn chắc sẽ biết đến bạn này, một cái nhân vật mà có cái cổ rất là dị. Và có cái biệt danh gắn liền với cái cổ đó là Nexila Và thực sự ở trong cái thế giới hiện đại thì Mình cũng rất lâu rồi Mình mới gặp lại một à, gọi là idol thể hình Một vận động viên thể hình là nổi tiếng Chỉ nhờ một cái phần trên cơ thể họ Một cái nhóm cơ Ở trong quá khứ thì có một cái tượng đài của làng thể hình Đó là Tom Platt à, Có cái biệt danh là Quadzilla Hoặc là father Là một cái người mà có một cái cặp đùi Rất là nổi trội rất là nổi bật và thực sự ra trên cái thân hình của Rubiel Mascara thì có thể nói cái phần cổ đó nó cũng gọi là một cái phần là giúp anh ta nổi tiếng nhưng cũng đồng thời là mang lại những cái điểm bất lợi. Chắc chắn các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy ngay là chỉ tập trung vào cái cổ thôi. Và một cái cổ về mặt kích thước ấy thì các bạn có thể tưởng tượng là nó có kích thước tới 52cm. Rubiel đã từng làm một video đo gọi là phần cổ của mình với lại Larry Wills và phần cổ của Rubiel lên tới là 52 cm. Một con số thì mình chắc chắn là nhiều bạn nam ở Việt Nam có thể nhiều khi phần đùi của bạn không to bằng cái cổ của anh này. Và nói là anh này vậy thôi nhưng mà anh này thì thực ra mới có 29 tuổi và là một người đến từ Colombia. Rubial thì hiện tại là đã, đã đạt IFBB Pro Card sau khi mà giành chiến thắng trong cái giải mà amateur thuộc cái hạng mục là nghiệp dư ở trong cái giải là Prague Pro và đã từng được đứng trên sân khấu cùng với lại Samson Dauda và Michael Crizo một quái vật thể hình khác cũng đến từ uh, liên đoàn là IFBB Pro gọi là Elite. À, bạn này thì gặp một vài những cái phần khó khăn trong cái việc là có được visa để gọi là có thể tham gia thi đấu kể cả là những cái giải đấu ở châu âu cũng như là những giải đấu ở mỹ còn nói về thân hình của Rubiel Mascara thì thực ra Rubiel sẽ theo cái hướng là một vận động viên thể hình có cái chữ là Freak Factor, tức là nhìn rất là khủng khiếp, nhìn rất là đồ sộ, nhìn rất là dị, rất là quái vật, theo cái hướng là anh ta sở hữu những cái đặc tính về mặt cơ bắp là không có thể có dễ dàng nhìn thấy ở những người bình thường. Rubiel chỉ có một cái phần đùi có thể nói là mình chưa bao giờ mình chứng kiến có một cái phần đùi nhìn nó lại khủng khiếp như thế phải dùng cái từ là nó rất là hoạt hình nếu nhìn về phần đùi của anh này một con cái thân trên của Rubiel thì do cái phần cổ nó rất là nổi bật nên những cái phần thân trên mà kết hợp với phần đùi rất là to khiến cho phần thân trên có vẻ rất là thọt và đang là một cái phần điểm yếu rất rất là lớn mặc dù cái điều kiện hình thể của Rubiel Mascara thì không có tệ tức là những cái yếu tố như là cái tính tỷ lệ cơ bắp rồi cái phần tay phần vai phần ngực đặc biệt là cái phần ở phía trên thì thực ra nó không có tệ nhưng do là nó so sánh với phần đùi rất là khủng khiếp phía dưới và cái phần cổ nó lấn át nên rubel smart Kera thì có vẻ là phải cần thêm rất là nhiều về mặt vai để tăng cái tỷ lệ thân trên lên để làm sao nhìn cho nó được cân bằng và tạo ra cái hiệu ứng hình ảnh là nó không bị lệch lạc quá nhiều Mọi người có thể nhìn thấy Rubiel Mascara có một thân hình rất là khủng khiếp như vậy nên tạo cảm giác cho người ta rằng anh này thì có vẻ như là một cái vận động viên thể hình cũng rất là kỳ cựu rồi nhưng bản thân Rubiel là một cái người mà có thể được coi là mầm non mới chơi thể hình thôi, mới biết tới thể hình khoảng 5 năm nay và nếu theo lời huấn luyện viên của Rubiel ở thời điểm hiện tại là Chris Comia thì Rubiel mới thực sự biết tập luyện khi gặp Chris Comier, tức là tập luyện một cách bài bản, tập luyện một cách khoa học và tập luyện đúng như là những cái vận động viên top đầu của FBB Pro thì Rubiel chưa có nhiều những cái kinh nghiệm hay là kiến thức nhưng Rubiel thì chỉ dựa vào cái sự cố gắng tại phòng gym cũng như là năng khiếu về mặt thể chất để có được cái thân hình như thời điểm hiện tại còn à, nói về mặt bộ gen khủng khiếp mà bản thân Vincent chờ đợi thì mình sẽ chờ đợi hai cái nhân vật sau đây, thực ra là một nhân vật thôi nhưng do họ là hai anh em đều sở hữu cái bộ gen rất rất là khủng khiếp nên là mình chờ đợi cả hai người. Nhưng xét về mặt thể hình thì có một nhân vật mà mình sẽ đọc tên ở đây đó là Dominic Nichol, con của Chad Nichol và nhắc tới con của Chad Nichol thì có thể các bạn chưa biết Chad Nichol là người mà được coi là top đầu trong các vị huấn luyện viên trong những cái người coach trong những cái người mà đã tạo ra các màn chiến thắng rất là rực rỡ hay là tạo ra một cái thời đại những cái quái vật cơ bắp rất là khủng khiếp thì Chad Nichol được xếp vào cái nhóm top đầu của tất cả những cái người thuộc cái nhóm là những cái người tạo quái vật ở trên thế giới thì Dominic Nichol là người con của Chad Nichol và anh bạn này thì có một cái thành tích có thể nói là rất rất khủng khiếp về mặt sức mạnh. Anh bạn này thì mới 19 tuổi thôi nhưng đã cao tới 1m88 và nặng tới 122kg và ở trong cái điều kiện là cơ xương rất là tốt và lượng mỡ rất là thấp. Và anh bạn này thì hiện tại đã có thể deadlift tới 317 kg. Nói là hiện tại như thực ra là năm trước rồi nhưng mà năm nay thì anh này khoảng chục tuổi rồi và có thể thành tích nó đã vượt cái ngưỡng này. Còn bạn trẻ này lúc đi học thì đã có thể đẩy bench được 179kg, deadlift là 272kg và có thể squat ở cái mức là 226kg khoảng 500 pound và đây là quái vật về mặt bộ gen, quái vật về mặt thể hình đúng nghĩa là tại vì thực ra nếu bạn quan tâm đến thế giới thể hình thì bạn đều cần phải biết rằng những cái người mà có thể tham gia thể hình thì điều đầu tiên họ đòi hỏi cái sức mạnh Thể chất rất rất là khỏe Rất rất là lực lưỡng Về cái phần là các thành tích Các bài đẩy tạ ở phòng gym Kể cả như là si bâm Kể cả như là iron valia Nếu bạn xem iron valia Thời trẻ có thể đẩy ngực Được đâu đó khoảng 226kg Khi mà mới chỉ 19 tuổi thôi Thì cái thành tích này Không thể đạt được dễ dàng như là rất là nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng là tham gia thể hình là muốn trở thành những cái người vận động viên thể hình là cứ tập nó sẽ khỏe hay là cứ dùng đồ nó sẽ khỏe không bạn cần phải có một năng khiếu thể chất trước năng khiếu sức mạnh trước và để mà tham gia thể thao thì có rất là nhiều bộ môn thể thao mà đòi hỏi cái sức mạnh cơ bắp, đòi hỏi cái gọi là khả năng mà có thể tập luyện ở một cái cường độ rất là nặng, kể cả là powerlifting, kể cả là à, cử tạ, kể cả là cái phần là bộ môn gọi là bóng đá Mỹ thì cũng đòi hỏi rất là nhiều thể lực và cái chuyện này là một cái chuyện mà mình muốn nói để giúp cho các bạn hiểu thêm, hình dung thêm thế nào là quái vật thể hình về mặt bộ gen. Dominic Nichol thì xác định là sẽ đi theo con đường thể hình và sẽ tham dự hạng mục Classic Physique thì đối với Vincent, một thân hình như của Dominic Nichol hoàn toàn là một thân hình có đủ những cái điều kiện để có thể trở thành top đầu tại Classic Physique nhưng mình cũng không biết là tới lúc đó thì si còn thi đấu hay không là tại vì quái vật thể hình như là Dominic Nichol thì cũng rất là xứng đáng để có thể so đo với một quái vật thể hình về cái cánh bộ gen khác đó là si bâm một người mà cũng tham gia thể hình từ năm 18 tuổi nhưng đã sở hữu một bộ gen rất là khủng khiếp ở rất là nhiều khía cạnh không chỉ là về mặt cơ bắp mà còn về độ thẩm mỹ còn về cái tính đồng đều và còn về những cái tố chất mà cần thiết để có thể trở thành một vận động viên thể hình đỉnh cao một nhân vật nữa mà mình đã nhắc tới là người em của Dominic Nitro, thì người em này thì là một quái vật về mặt sức mạnh là tại vì dù kém Dominic vài tuổi nhưng lại mạnh hơn Dominic rất là nhiều. Bạn này thì 15 tuổi đã có thể đẩy ngực được 206 kg. Bây giờ thì đang ở cái môi trường là trung học thì đã có thể nâng thành tích lên thành 233 kg ở bài Ben Press và có thể deadlift tới 288 kg cũng như là squat 247 kg rồi. Có thể nói là thua Dominic ở cái bài deadlift nhưng bạn này thì còn trẻ hơn và bạn này thì xét về tổng thể năng khiếu thì về mặt sức mạnh chắc chắn là ăn đứt Dominic Nitro tuy nhiên thì về mặt năng khiếu hình thể thì có vẻ bạn này không thích thể hình cho lắm và cũng có thể là sở hữu một cái bộ khung không phải là một bộ khung đẹp như kiểu là Dominic Nitro nên ở đây mình muốn dẫn ra những cái ví dụ như thế để giúp các bạn hình dung về mặt bộ gen thì bộ gen của các bạn là đang ở đâu ở đây thì cũng không phải là khiến các bạn là nản trí nhưng các bạn hay ở trong cái sự mơ hồ và vincent thì luôn à, thích một cái điều là dù sự thực nó như thế nào sự thực nó không được gọi là xuôi tai các bạn thì mình cũng nghĩ rằng các bạn à, cần phải biết mình ở đâu và cần phải biết là mình cần phải đi theo những cái con đường chuẩn chỉnh như thế nào và để mà hiểu được cái con đường về mặt thể hình thì cần có cái năng khiếu từ mặt bộ gen như thế nào thì các bạn cứ lấy những cái nhân vật trẻ tuổi như thế để các bạn có một cái so sánh đánh giá chung. Tất nhiên thì có những thứ các bạn có thể đền bù bằng gọi là hard work, bằng cái cố gắng của bản thân hay là bằng rất là nhiều những cái sự kiên trì khác nhưng các bạn cũng đừng quên rằng có những thứ bạn cần phải nhìn rõ Ở đây thì mình có trả lời bạn như sau đó là PED trong thi đấu là biohacking extreme mang tính thể nghiệm cao nên luận điểm rất khó phân tích đúng sai. Xét ở sinh lý không có khái niệm mà hóc môn đột biến. Hóc môn ngoại sinh thêm vào làm tăng lên nồng độ trong máu gây tắt SPTA sản xuất hóc môn tự nhiên có nghĩa lượng tự nhiên giảm dưới mức baseline về dần không cơ thể chạy nhờ 100% lượng ngoại sinh. Sau đó off thì cơ thể cần hồi phục chức năng bình thường từ không trở về baseline hoàn toàn nếu không gặp vấn đề và loại bỏ các chất ngoại sinh này dần về cơ bắp thì có thể giữ lại bao nhiêu tùy mức độ, ngay cả top Mr. O sau khi off cũng teo vì nó vốn mang tính thích nghi. Tính thích nghi ở đây là nó chỉ là một quá trình thích nghi thôi chứ nó không phải là một quá trình theo cái kiểu là thay đổi mãi mãi theo cái kiểu là bạn gọi là xây nhà bạn đắp gạch vào là viên gạch nó mãi ở đó thì cơ thể hay là sinh lý nó không hoạt động theo cái kiểu như thế nhiều bạn là sai cổ đầu tiên chẳng lên được bao nhiêu cơ bắp nhưng đã ảnh hưởng sâu về hệ thống tự nhiên rất là nhiều vấn đề cái chuyện mà bạn nghĩ rằng là bạn sử dụng một cái sai cổ nào đó theo cách rất là nhiều bạn trẻ suy nghĩ là ờ à, thôi mình cứ thử dùng ngắn hạn rồi nó sẽ đạt được kết quả sau đó mình gọi là không dùng nữa thì kết quả nó vẫn còn ở đó rồi mình sẽ được lợi ích rồi mình sẽ được một cái hình thể nào đó để khiến người khác trầm trồ thì cái này là sai các bạn có thể cái khả năng bạn gặp may tức là khả năng bạn gặp may nha cơ thể của bạn là phản ứng tốt thuộc cái nhóm là high response tức là phản ứng tốt với những cái loại thuốc bạn đưa vào và nó ngay lập tức ở trong một cái giai đoạn ngắn nó có thể mang lại một cái tích lũy cơ bắp cực kỳ lớn thì có thể sau đó cái lợi ích đó cái lợi nhuận đó một cái từ mà thế giới vận động viên hay dùng thì nó có thể ở lại với bạn tốt hơn hay ở lại với bạn được một phần nào đó chứ không phải là mặc định tất cả các trường hợp đều xảy ra cái chuyện này là tại vì các bạn quên mất rằng cơ bắp đa phần là nước còn cái sợi cơ các bạn tăng lên dù là sử dụng chất này chất kia nó cũng không nhanh và không nhiều như các bạn nghĩ ở trong thời gian ngắn đó là lý do tại sao các bạn phải thấy các vận động viên thể hình tốt đầu ấy, người ta cũng không thể nào đẩy nhanh cái quá trình tăng trưởng cơ bắp hơn được. Đó là lý do chúng ta mới có những quái vật bộ gen như Vincent đã trình bày là người ta vốn sở hữu một cái bộ gen là không biết vì lý do gì vì cái dna của người ta sở hữu những cái gen mà khiến cho cơ bắp người ta có thể tăng trưởng rất là nhanh và khi mà sử dụng chất này trước kia thì thậm chí nó đạt được lợi ích rất là khủng khiếp chứ không phải là do cái chuyện là bạn sử dụng những cái hormone này hormone kia ngoại sinh vào nó sẽ gây đột biến bộ gen hay nó sẽ có những khái niệm mù mờ như là đột biến về mặt hormone nó không có hormone ở trong cơ thể thì nó có một cái biệt danh là chemical messenger tức là những kẻ truyền tin hóa học nó có thể truyền tin từ cơ quan này đến cơ quan kia bộ phận này đến bộ phận kia tuyến này đến tuyến kia hoặc là có những chức năng theo cái dạng là autocrine tức là chức năng là nó có thể gọi là duy trì cái sinh hóa ở trong tế bào hay là ở trong một cái nội mô nào đó và khi bạn dùng đồ hàng bạn đưa những cái yếu tố hóc môn ngoại sinh vào thì đó là những cái sản phẩm mang tính chất là tổng hợp nhân tạo nó có thể bắt trước những cái chức năng của hóc môn tự nhiên nhưng cái sản phẩm đó nó không phải là một trăm hóc môn tự nhiên nếu xét về sai khác thì nó có thể sai khác từ hai đến năm tức là testosterone ngoại sinh thì xét về cấu trúc hóa học và cái gọi là sinh lý học của nó thì nó không giống một trăm như testosterone được sinh ra bởi tinh hoàn bởi tuyến thượng thận của các bạn nên ở đây mình phải nói rõ là các bạn cũng biết ở trong hóa học hay ở trong gọi là sinh học nói chung, khác biệt một xíu nó vẫn là khác biệt, giống như loài người chúng ta chỉ khác biệt các loài linh trưởng đúng 2% thôi về bộ gen của chúng ta chỉ khác những cái nhóm linh trưởng những cái nhóm mà gọi là thuộc cái nhóm vượn người chỉ đúng 2% thôi, nhưng chúng ta là con người và những cái nhóm kia vẫn là thuộc cái nhóm linh trưởng vẫn thuộc cái nhóm động vật để các bạn hiểu rằng là những cái khái niệm như vậy ấy, nó cần phải được hiểu rõ và khi bạn uh, sử dụng uh, hormone ngoại sinh là cơ thể bạn chạy trên cái lượng ngoại sinh đó tại sao lại dùng từ chạy là tại vì cơ thể của bạn sẽ hoạt động dựa trên những cái hóc môn ngoại sinh đó tất cả các chức năng sinh lý khác tại vì hóc môn ngoại sinh nó thay thế cái hóc môn tự nhiên do đó nó dẫn tới là cái đường dây sản xuất hóc môn tự nhiên của bạn cái trục spta tức là cái vùng dưới đồi này cái tuyến yên này rồi cái vùng testicle là cái vùng gọi là tinh hoàn của bạn thì cái trục đó nó bị tắt và nó sẽ bị tắt dần dần tới mức là nó sẽ ngưng lại cái hoạt động sản xuất testosterone thì cái mức testosterone tự nhiên của các bạn là cái mức baseline tức là cái mức bình thường của các bạn căn bản của các bạn và cơ thể của các bạn hoạt động trên cái mức đó giống như cái thang đo là từ 400 đến 1000 nanogram trên deciliter thì mỗi người có một chỉ số khác nhau thì cơ thể của bạn mỗi người sẽ có một mức baseline khác nhau và khi bạn sử dụng ngoại sinh thì cái mức baseline đó cái mức testosterone nó sẽ gọi là thụt hơn xuống so với mức baseline và nó dần dần nó đi về cái phía là không và khi bạn off tức là bạn không sử dụng những chất ngoại sinh nữa thì trong quá trình off cycle thì cái hệ thống cơ thể của bạn có thể là các bạn để tự nhiên hoặc là các bạn dùng PCT để có thể nói là nó hồi phục lại thì sau khi nó hồi phục lại có nghĩa rằng nó sẽ đi từ không đến baseline trở lại bình thường nếu không gặp vấn đề, ở đây mình phải nói rõ là nếu không gặp vấn đề thì nó mới trở lại một cái mức baseline như ban đầu và giúp bạn là hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh về mặt hóc môn. Nhưng các bạn cũng đừng quên rằng quá trình đó thì tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố và cái thời gian để bạn gọi là off cycle để bạn trở lại bình thường, nó dài, nó ngắn, nó diễn ra có hoàn hảo hay không. Nó tùy thuộc vào cái chuyện là cycle trước đó thì nó ảnh hưởng tới cái hệ thống của bạn như thế nào và trong cái quá trình bạn sử dụng thì bạn có làm cái gì để gây hại đến cái sức khỏe hệ thống tự nhiên của các bạn hay không rất là nhiều vấn đề như vậy do đó đó là lý do bạn cần phải tìm đến những người coach và cần phải hiểu rõ về những cái điều mà mình làm những cái điều mà mình lựa chọn chứ còn bạn đừng có nghĩ rằng là sau khi mà bạn có một cycle là bạn sẽ trở thành một cái người là có hình thể như các fitness model cái chuyện đó nó không xảy ra mình có thể khẳng định với các bạn như thế để có thể nói là dập tắt cái hy vọng của các bạn. Khi các bạn muốn dấn thân vào thế giới này các bạn cứ muốn là nhanh chóng và các bạn chỉ nghĩ rằng là các bạn cứ dùng một lần là nó sẽ đạt được rất là nhiều lợi ích nó không có đâu các bạn ạ. Ở đây thì mình cũng nói rõ mình không phải là người huấn luyện ở trong thế giới enhance nhưng mình có gặp nhiều người, mình cũng được nhiều người tin tưởng và chia sẻ và mình cũng nắm được một vài những cái kinh nghiệm của các bạn đó là tại sao các bạn đó lại phải thực sự dấn thân vào cái thế giới enhance. Một là do công việc hai là do đam mê và ba nó có một cái yếu tố đó là khi mà bạn sử dụng cái đó xong rồi bạn off cycle thì bạn không thể chịu nổi cái quá trình mà cơ thể trở lại bình thường tại vì nó có thể kéo dài hơn các bạn nghĩ, tức là cơ thể của các bạn đang chạy giống như là một cái chiếc xe đang chạy với một lượng xăng rất là tốt đẹp, nhưng sau đó nó bị tắt và cái lượng xăng đó nó phải lên rất là từ từ thì cơ thể của bạn rất là uể oải, rất là mệt mỏi và nhiều người còn từ một người tích cực lại trở thành một người bị trầm cảm rồi trở thành một người bị lo âu, rất là nhiều vấn đề về mặt tinh thần nó sinh ra dẫn tới cái chuyện người ta không chịu nổi cái quãng thời gian đó là tại vì có những người là phải mất nhiều thời gian hơn giống như cycle bạn sử dụng 3 tháng thì có những bạn mất tới 6 tháng mới có thể hồi phục bình thường và cái khoảng thời gian 6 tháng đó thì rất nhiều bạn không thể chịu đựng nổi và đó là lý do mà đối với rất là nhiều người là khi bạn lậm vào mà bạn không hiểu rõ thì có thể bạn sẽ không biết được rằng là bạn sẽ phải lựa chọn một con đường mà bạn phải làm bạn với nó ở đây mình cũng phải nói rõ là cái lựa chọn của các bạn hay kể cả là cái việc mà bạn chọn cái cách là làm bạn với nó hay không thì Vincent không có phê phán hay đánh giá ở đây. Nó là cái lựa chọn cá nhân của các bạn. Nhưng các bạn đừng dễ bị dụ dỗ bởi cái chuyện các bạn nghĩ rằng cứ dùng thử, cứ một cái gì đó nhẹ nhàng, không sao đâu. Cứ dùng một lần thử, không sao đâu, không có đâu các bạn ạ giống như cái thời của Vincent ngày xưa thời mà à, 8x ngày xưa ở ngoài Hải Phòng thì cũng rất là nhiều người chỉ vì muốn thử một chút xem nàng tiên nâu là có sướng hay không, có gọi lên tiên hay không mà cả cuộc đời của họ đã vứt đi. Nên ở đây mình cũng phải nói rõ với các bạn là có những thứ các bạn cần phải hiểu rõ và càng hiểu rõ bao nhiêu thì cái lựa chọn của các bạn nó càng bớt nguy hiểm bấy nhiêu đã tham dự vào cái bộ môn này và chọn cái con đường enhance thì bạn cần phải biết là bạn sẽ phải đánh đổi thứ gì đó nên là cũng mong là các bạn hãy có một cái nhìn đúng đắn hơn rõ ràng hơn và nó có một yếu tố mà mình muốn dùng để kết thúc lại video ngày hôm nay là các bạn cần phải hiểu rõ về bộ gen về năng khiếu thể chất của bản thân cũng như cái hoàn cảnh của bản thân mà các bạn có những cái lựa chọn chính xác hơn có những cái lựa chọn đúng đắn hơn có những cái lựa chọn để không khiến bạn trong tương lai phải ân hận hay là không gây ra hậu quả nào đáng tiếc ở đây thì mình cũng phải nói rõ là mình thì không chống lại hay phán xét hay là có ý kiến gì về các lựa chọn của từng cá nhân nhưng mình sẽ đưa ra những thông tin như vậy nó là một thực tế để các bạn có thể từ đó các bạn tìm hiểu thêm và có cái nhìn đúng đắn hơn về cái chuyện là à, theo đuổi một cái con đường là có thể trở thành vận động viên thể hình hoặc chỉ là đơn giản theo đuổi cái hình thể đẹp hơn để tự tin hơn hoặc là để có sức khỏe để tận hưởng cuộc sống tốt hơn và mình luôn phải nhắc lại một cái câu rất là kinh điển trên kênh đó là thứ thuốc tốt nhất với cuộc sống và sức khỏe của bạn chính là lifestyle chính là lối sống và hãy tìm cách để có được một lối sống lành mạnh có tập luyện có ăn uống có nghỉ ngơi đầy đủ và có được cái sức khỏe, thể chất, tinh thần và trí tuệ mối liên kết với nhau thật là mạnh mẽ thì các bạn chắc chắn sẽ càng ngày càng tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn và thành công hơn rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video và đừng quên đặt câu hỏi để Vincent tiếp tục làm những cái video trên cái series gọi là Tank Top Radio này rất là cảm ơn mọi người đã like, share ủng hộ kênh và hãy subscribe nếu các bạn chưa subscribe để ủng hộ kênh rất là cảm ơn mọi người